Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm nhiệm vụ tình một đêm với cách tiếp cận mới nhắm tới những người đàn ông ham của lạ. Theo đó, lực lượng chức năng đã tiếp nhận tin báo của ông VN, trú tại thành phố Hà Nội về việc bị lừa bằng thủ đoạn này với tổng số tiền bị lừa hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, các đối tượng tạo tài khoản Facebook và sử dụng tên, hình ảnh, logo thương hiệu của các nhà hàng, khách sạn Ba vũ trường có thật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm tạo lòng tin, sau đó chạy quảng cáo Facebook với nội dung khiêu dâm hấp dẫn như hệ thống gái gọi toàn quốc, gái gọi tình một đêm. Khi có những người tiếp cận, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các hội nhóm Telegram và hướng dẫn truy cập vào trang website giả mạo để đăng ký tài khoản sử dụng các dịch vụ khiêu dâm. Sau khi đăng ký thành công, đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân nạp thêm tiền để tham gia gói nhiệm vụ tình một đêm. Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiếp tục triển khai các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ vụ việc khai thác khoáng sản trái phép ở quy mô lớn trên địa bàn xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình. Trước đó vào ngày 9 tháng 12, Công an tỉnh Bình Thuận huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các mỏ khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại khu vực ngách đảo giữa thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tam 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn nằm trong rừng sâu. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân người liên quan vụ việc ba nữ tạp vụ bị ngộ độc cần sa đang được cấp cứu tại bệnh viện Lê Văn Thịnh. Nơi xảy ra vụ việc ngộ độc là một ngôi nhà trên phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Ngôi nhà này được chủ nhà cho khách thuê để tổ chức sự kiện. Ngày 7 tháng 12, khi một nhóm khách ăn nhậu xong và ra về, thì người quản lý ngôi nhà có thuê 4 nữ tạp vụ đến dọn dẹp. Trên bàn còn nhiều đồ ăn, thức uống, trong đó có một loại bánh dùng bánh quy. Trong lúc dọn dẹp, ba nữ tạp vụ lấy loại bánh dùng bánh quy mời nhau ra ăn, một nữ tạp vụ khác không ăn. Sau khi ăn, ít phút sau thì cả ba người đều có triệu chứng lơ mơ, mất kiểm soát, có dấu hiệu bị gộ độc nên được nữ tạp vụ còn lại đưa đến bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Qua xét nghiệm cả ba người này đều dương tính với chất ma túy.